khách sạn Ice Hotel nổi tiếng của Thụy Điển, mang đến cho du khách trải nghiệm qua đêm trong phòng băng. Đặc biệt năm nay, nơi này còn có phòng sông hơi bằng băng và khu rừng băng. Nằm ẩn mình trong thị trấn Jaskasjärvi ở phía bắc của Thụy Điển, khách sạn Ice Hotel khởi đầu như một phòng trưng bày nghệ thuật vào năm 1989 và phát triển nhanh chóng thành điểm du lịch hút khách. Nơi đây hiện đã hoạt động được 31 năm. Khách sạn được tạo thành từ hai khu vực. Ice Hotel 365 cố định, bao gồm các phòng ấm áp và phòng băng mở cửa quanh năm. Phần còn lại là các dãy phòng nghệ thuật Ice Hotel 31 được thiết kế bởi các nghệ sĩ khác nhau và được xây dựng lại hàng năm sau khi băng tuyết tan. Một phần nổi bật của khách sạn Ice Hotel năm nay là sauna, được mô tả là phòng sông hơi lạnh nhất trên thế giới. Phòng này cũng có áo choàng tắm và khăn tắm làm từ tuyết. Một phòng tạm thời ở hội trường khách sạn được thiết kế trông như khu rừng băng. Ở đây, du khách được bao quanh bởi những cây, cành và lá băng có tạo hình phức tạp. Ice Hotel có nhiều lựa chọn phòng băng sang trọng. Tất cả phòng băng được giữ ở nhiệt độ âm 5 độ C. Vì vậy, du khách được cung cấp túi ngủ kiểu thám hiểm, chịu nhiệt độ khắc nghiệt. Tuy nhiên, trải nghiệm ở đây, du khách vẫn cần phải mặc quần áo giữ nhiệt, áo len, đội mũ và đi tất ấm, ngay cả khi cuộn mình trong túi ngủ. Một đêm tại đây có giá từ 172 USD.